Em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em có mặt tại Vĩnh Phúc, setup cho anh Thơi một bộ âm thanh mà trước đó bác có một đội ngũ khác đến setup như bác chưa ưng. Hôm nay em mang thêm một cái bàn mixer và một con cốt số để xử lý cho bác Thơi trong này. Thì sau đây là những cái em đã set xong và em muốn nói một vài lời với cả các bác nhá. Ok các bác. Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay đây là bộ cấu hình của anh Thơi. Trước đó cũng có đội ngũ gì đó đến setup và gia chủ cũng không được ưng cho lắm. Thế hôm nay thì bác có gọi điện cho bên Cao Video Hoàng Mai đến set lại cho bác. Và cái cấu hình của bác cũng tương đối là xịn rồi. Và đây em có mang thêm một con cốt của em BSS. Và như đây là những cái cấu hình trước của bác Thơi đã có sẵn và loa của bác Thơi cũng có sẵn. Họ xét thì không hiểu thế nào và bác cũng không dùng được. Và cũng có lý do này lọ kia thì bác cũng tương đối ngại và bác cũng không lên hình. Thế mà một lần nữa thì Cajibel Mai lại có mặt tại Vĩnh Phúc và xét lại cho bác. Thật ra thì bác vừa xong cũng nói chuyện đã xong xuôi và bác cũng dành cho Cao Thiêu Hoàng Mai những lời rất tốt đẹp nhưng có thể không thể có mặt bác. Và đây là bàn mixer đĩa cọc của bên Cao Thiêu Hoàng Mai cung cấp. Đúng là thu thì tiền nào của đấy thôi các bác, nhưng mà nói chung là chân tay khỏe mà lão yếu thì cũng không giải quyết vấn đề gì, cho nên là một bộ cấu hình rất cơ bắp nhưng mà lại không lột tả hết được. Cho nên là bác cũng loanh quanh bấy lâu nay thì đến hôm nay Cao Duy Hoàng Mai quyết định đi lên Vĩnh Phúc và setup lại cho anh Thơi một cấu hình và đưa ra cái chất âm thì bác cũng rất ưng ý. Cho nên là bác nào mà có yêu cầu vẫn chưa ok thì alo em Cao. Cũng như thông lệ, một hôm nay em đến tới đây và test một ca khúc trước khi ra về để các bác thẩm âm và sau cái đó em ra đi cho nó thoải mái các bác nhá. Đây là một cái đôi 722 và súp của bác thì GX118 và bên em cũng vẫn còn một đôi 722 như thế này. Tương đối là chất âm đưa ra cực phê cực hay. Bác nào có yêu cầu cái giá gọi là tu quần luôn các bác nhá. Bên Cao Duy Hoàng Mai đang cung cấp có một đôi 722 và sau đây như mọi khi em sẽ test một clip. Xin mời các bác lắng nghe và thẩm âm. Sau đây xin mời tất cả các bác thẩm âm cho em bài nhá, sau khi chúng em set xong và ra về. Thank you các bác rất nhiều. Lòng mình ta
đều là một chung ước mơ, bên nhau ta cùng ước, quên đi chuyện lắm xưa. Em biết cho em thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì em bằng lúc ta xuống vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một đời là được mãi mãi gần em. Vâng, cũng có thể trời đã tối, em chỉ làm nửa bài, xin phép các bạn thẩm vấn và cho cái comment một lần nữa. Tổ quốc đã ủng hộ KCL Hoàng Mai trong suốt thời gian qua. Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn gia đình bác Thơi và tất cả các bác nhá. Em các bác clip sau vòng vài tiếng nữa em sẽ set ở Hoài Đức, Hà Tây. Mọi thông tin chi tiết các bác hãy liên lạc theo hai số điện thoại mà thông thường em ghi trên bài. Có những cái thắc mắc gì về âm thanh mà rắc rối chưa làm được thì alo em Cao nhá. Em Cao xin cảm ơn tất cả các bác.